Phẩm thứ 8, Tích Công Lũy Đức. Mấy nay các bạn đồng tu nhắn tin hỏi thăm nhận hóa rất là nhiều, cũng như là mọi người thỉnh nhận hóa để giảng pháp lại cho mọi người nghe. Nhận hóa không phải là nhận hóa bỏ giảng kinh, mà là vì nhận hóa đang đang làm phòng cách âm cũng như là dãy nhà Chư Tăng. Mỗi lần trước, mỗi lần mọi trời mưa là nhận hóa không có giảng pháp được, tại vì tôn nó quá ồn. Mà gian phòng của nhận hóa là nó nhỏ, cái gian phòng là chỗ mình giảng với chỗ ngủ là chung với nhau, nên nó nghĩ là làm sao có một cái chỗ để nhận hóa giảng pháp yên ổn, mà nhận hóa giảng pháp mà không phải là cái chỗ mà mình ngủ. Cái nhận hóa ngủ một bên nhưng mà giảng pháp lại là một bên, nên nhận hóa cũng áy náy trong lòng, nên mấy này cũng đang làm, chắc cũng cả tháng nữa mới xong, cả tháng mới xong. Nói chung trong việc Phật pháp này thì nó khó khăn muôn phần, như hòa thượng nói, nhưng mà vẫn vững lòng tin là luôn có Phật Bồ Tát bên cạnh. Mọi thứ ở thế gian này đều là nhân duyên, tùy duyên mà sống thôi. Thật sự với đại chúng là như vậy đó. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này cũng thuận theo thế gian. Thì các ngài sống ở thế gian, chịu đủ mọi khổ sở ở thế gian, thậm chí bức bách hãm hại của mọi người. Là oán trách đối với thế gian này. Mọi thứ đến đều là một cái nhân duyên trong cuộc đời của mình cả. Bản thân nhận hóa cũng cảm nhận rằng Phật Bồ Tát cũng gia hộ, nên được sự ủng hộ của Phật Bồ Tát, nên nhận hóa có thể làm được những cái việc mà phải nói là những cái việc mà vừa lợi lạc cho chính mình vừa lợi lạc cho chúng sanh. Nhưng mà chủ yếu là mình vì chúng sanh thôi. Nhưng mà trong cái việc làm đó thì luôn luôn giống như người xưa nói, luôn luôn là đừng bao giờ mà tự mà cho mình là cao, đừng tự cho mình là giỏi, lúc nào cũng chừa cho mình một con đường lui thì việc làm của mình không có bị chấp trước vào trong cái việc đó. Nhận hóa cũng nó mấy nay thì cũng có hai bạn, cũng có bạn ở Sài Gòn phát tâm để phụ nhận hóa phát trực tiếp để mọi người tu tập. Bạn đó giờ cộng tu ở Vĩnh Nghiêm mà bạn đó phát tâm. Cũng có thêm một người nữa cũng phát tâm để phát trực tiếp. Và mỗi buổi tu như vậy thì từ 6:45, nhất là buổi 6:45 đến 8 giờ sẽ cho mọi người lạy Phật niệm Phật. Đến từ 8 giờ đến 8:30 hay 8:45 sẽ cho mọi người nghe pháp. Những bài pháp này của Nhận Hóa nếu thời lượng dài, có thể là sẽ điều chỉnh lại khoảng 1 tiếng, khoảng 1 tiếng rưỡi thì nhận hóa sẽ cắt thành 45 phút hoặc là 40 phút. Số đồng tu cứ mong mỏi rằng mỗi tối được nghe pháp thì nhận hóa sẽ làm như vậy để hợp với mọi người hơn, đưa được tu tập mà vừa được thuận tiện để mình được nghe pháp nữa. Nên khi tu xong 8 giờ thì sẽ phát trực tiếp nghe pháp. Đến 8:45 là mọi người đi ngủ, 9 giờ mọi người đi ngủ là vừa rồi. Ở thế gian này, Nhận Hóa hay nói với đại chúng, mọi việc đều tùy duyên.
Bản thân nhận hóa cũng vậy. Việc mà tổ chức tu tập cho mọi người, nhận hóa nghĩ là Phật Bồ Tát sắp xếp vì cái nhân duyên của mọi người đầy đủ, nên nhận hóa hy sinh tất cả thời gian cho đến là người tu tập. Quan trọng đó là kết duyên để cho mọi người tu tập nỗ lực hết mình. Nhưng nhận hóa nghĩ nếu thiết nghĩ mình hết duyên rồi thì mình chỉ là tu tập online với đại chúng. Quan trọng nhất là việc này, vì đạo tràng có đông cách mấy cũng không bằng đạo tràng ở trên không trung. Đạo tràng trên không trung rất là đông, có thể chứa cả biết bao nhiêu người cũng có thể chứa được. Lợi Hòa Thượng Tịnh Không nói đoạn kinh chúng ta học đó là thành tựu nhẫn lực. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về việc thành tựu nhẫn lực là chí nguyện vô quyền, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyền, nhẫn lực thành tựu. Ở trong đoạn kinh văn này nói đến điều này. Chí nguyện vô quyền là không mệt mỏi, không chán nản. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện có nói rằng: hư không giới hết, chúng sanh giới hết, chúng sanh nghiệp hết, phiền não của chúng sanh cùng tận, thì sự lễ kính cho đến hồi hướng của tôi mới hết. Nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận, nên sự lễ kính cho đến hồi hướng của tôi chẳng cùng tận. Niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bì yếm. Niệm niệm tiếp nối chẳng gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp chẳng có nhọc mỏi. Đây là chính nói về ý nguyện vô quyện. Bồ Tát Pháp Tạng thực hành 48 lời đại nguyện kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một là không, vô quyền, không có sự mệt mỏi, không có sự chán nản. Bồ Tát Phổ Hiền hồi hướng lập nguyện đó là 10 người đại nguyện vương. Ngài cũng nói rằng khi nào hư không hết và chúng sanh hết, chúng sanh mà nghiệp của họ hết, cho đến mà phiền não của họ hết, thì sự lễ kính của Ngài mới hết. Vì chúng ta biết cõi hư không là không có tùng tận, nên sự lễ kính hồi hướng của Ngài cũng không có cùng tận. Từ ba nghiệp của Ngài cho đến thân, khẩu, ý chẳng có nhọc mỏi, thân ngữ ý đều không mệt mỏi, luôn luôn giống như tùy hỷ công đức thì luôn luôn tùy hỷ công đức của tất cả mọi người. Nếu là sự lễ kính thì luôn luôn lễ kính tất cả đối với mọi người, không có tâm chán nản, không có tâm mệt mỏi. Nên trong mỗi đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đều có nói về điều này, đó là không mệt mỏi, không chán nản. Đã phát rõ ràng cái lời hạnh nguyện như vậy, thành tựu nhẫn lực, chí nguyện vô nguyện, thành tựu nhẫn lực. Ở đây chúng ta thấy chữ nhẫn lực là chính là nói về sức nhẫn nhục. Như sư pháp trụ giảng, nhẫn có ba thứ. Một là an khổ nhẫn, tức là chịu đựng những thứ trái ý trong đời. Hai là tha bất y nhiêu ít nhẫn, tức là chịu đựng những điều người khác gây tổn hại cho mình. Ba là pháp tư duy nhẫn, tức là chẳng phân biệt các pháp. Thành tựu được ba thứ nhẫn này nên bảo là thành tựu nhẫn lực. Ba thứ thành tựu của sự nhẫn. Nếu đại chúng chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta chưa nhẫn được, nếu chúng ta không nhẫn được thì chúng ta vẫn sân. Nhưng mà có nhiều người á, chúng ta phải biết là gì? Chúng ta nhẫn không phải đối với những người mà hơn mình, mà đối với những người ngang hàng với mình.
mình cũng phải nhận. Đối với những người ngang hàng với mình cũng phải nhẫn nhịn họ, cũng phải nhẫn nhục. Đó là nhẫn. Cái mà người ở trên đó là mình nhẫn, đó là mình trách nhiệm và chịu đựng của mình. Nhưng đối với người ngang hàng hoặc thấp kém hơn mình, nhẫn họ, đó mới là cái điều quan trọng. Nhẫn. Nhưng mà thật sự mà nói, để mà thành tựu được cái nhẫn này thì cần phải có trí tuệ. Nhẫn hóa thấy là nói đó thì chúng ta nói vậy đó, nhưng mà làm là một vấn đề rất là nan giải để chúng ta thực hành. Nếu mà chúng ta có thể nhẫn được rồi thì cái đời sống này nhất định là chúng ta sẽ an vui. Rất rất là an vui luôn. Nhưng mà vì cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp chướng của mình nó nặng nề, nên khi mà đối diện với nhau, những cái mà không như ý thì thể sanh ra buồn, giận, hờn, tức tối. Mọi người hỏi nhận hóa có buồn không? Có giận không? Nhưng nhận hóa buồn, nhận hóa giận, phải nhận hóa la mắng người, có không? Vẫn có ý niệm giận, vẫn có ý niệm hơi tủi, hơi buồn ở trong đó. Nếu những gặp những việc mà không như ý, quá đáng, quá lớn thì như vậy. Những cái việc nhỏ nhặt thì mình bỏ qua rất là dễ, nhưng có những việc quá lớn thì làm cho mình hơi đáng lận, hơi buồn, hơi tủi. Nhưng mà rồi gì? Nhưng mà rồi lại dùng trí tuệ quán sát, dùng những điều trong kinh Phật quán sát thì mình lại buông hết được, bỏ hết được. Những cái đó mình bỏ hết được. Nên trong kinh Kim Cang cũng có nói rằng tất cả pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả pháp mà ta muốn thành tựu thì bắt đầu từ chữ nhẫn này. Gia đình mà muốn hòa hợp cũng phải từ chữ nhẫn này. Anh em muốn hòa thuận cũng phải từ chữ nhẫn nhịn này. Nếu hai vợ chồng nhiều lúc mình đi đâu về, gặp chồng mình nhiều lúc câu có khó chịu, ông chửi mình, cái mình chửi lại, thì cuối cùng là hai bên là gì? Hai bên choảng nhau hoặc là la mắng nhau. Như vậy thì làm phá tan cái hạnh phúc trong gia đình. Có những người họ rất là khéo, mỗi lần mà họ đi chùa, họ đi chùa về hoặc là họ đi tu tập về thì họ lại gặp chồng mình, họ lại nói những cái lời hay, rồi pha nước, nấu nước, mời người đó uống. Giống như là mình đi ra ngoài biết là chồng mình không thích, đi chùa không thích, nhưng mà họ biết rằng là không thích rồi, nhưng mà vì cái nghiệp duyên họ lại thích đi chùa để được bình an. Nhưng khi họ về rồi họ đem cái tâm an vui của họ, họ lo lắng cho người thân của họ, từ đó mà cảm hóa được cái người nhà của họ, nên người nhà của họ hoan hỷ. Nên có một cái cô đó, cổ chồng cổ không có cho đi chùa, cũng khó tính vô cùng, nhưng mà cổ biết chiều. Mỗi lần mà bả đi chùa về là bả lo lắng trong nhà hết tươm tất rồi bả mới đi. Sau đó rồi bả còn lo lắng cho chồng. Cuối cùng cái rồi dần già lâu ngày về sau thì ông chồng nói thôi bây giờ tôi đi với bà đi lên chùa. Bắt đầu hai vợ chồng chở nhau đi chùa, thay đổi. Lúc trước ông chồng khó khăn, bây giờ ông nói bây giờ bà muốn đi đâu cũng được, đi chùa đi đâu cũng được, tôi ở nhà cho. Nhưng bà phải dọn dẹp nhà cửa, bà phải làm xong việc bà mới đi được. Chúng ta biết không ai cấm mình, không ai cấm mình là không được đến những nơi mà tốt đẹp cả. Nhưng họ đối với mình á, là họ muốn mình phải giữ trách nhiệm của mình. Có nhiều người làm người trong một gia đình, vợ chồng hay anh chị em trong một gia đình, nhưng không giữ được cái trách nhiệm của bản thân mình, nên cuối cùng làm cho người ta thối tâm với đạo. Thối tâm với đạo. Nên cái điều đó là điều rất là đáng tiếc. Nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta biết rồi, Phật dạy chúng ta phải nhẫn.
gọi là tu thân. Trước tiên chúng ta tu thân, nhẫn chính là tu thân. Vì bản thân mình có thể là chịu đựng với cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh ở bên ngoài, đối diện cái sự tiếp xúc ở bên ngoài, mà không, trong gia đình của mình cũng là một cái xã hội thu nhỏ lại, thì đối với cái trong gia đình của mình thì mình lại thực hành được cái từ nhẫn này, thì mình mới thấy được cái sự bình an đến trong gia đình của mình. Nên Phật nói với chúng ta là tất cả pháp phải thành tựu từ nhẫn. Còn Nho gia gọi là tu thân, chính là bản thân mình trong một gia đình mình phải làm được cái điều này mới được. Nên từ nhẫn này vô cùng là quan trọng. Chúng ta thấy nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền thân của Ngài. Tiền thân của Ngài là tiên nhân nhẫn nhục, bị Vô Cao Lợi là cắt xẻ thân thể. Lúc đó ông là một vị gọi là tu ở trên núi. Thì ngày đó vua đi săn bắn thì có những cung hầu, người nữ hầu đi theo. Thì những người này thì thấy Ngài tiên nhân nhẫn nhục ngồi bên cạnh gốc cây lớn, thì mọi người vây quanh để nghe tiên nhân thuyết pháp. Thì lúc bấy giờ tâm đố kỵ của ông vua trỗi lên, ông rất là tức. Ông nói ông mà tu hành nhẫn nhục gì, nếu mà ông có thể tu nhẫn nhục vậy, ông hãy lắp những miếng thịt ở trên thân thể của ông. Lúc bấy giờ tiên nhân nhẫn nhục lóc những miếng thịt ở trên thân thể của mình, của bản thân mình ra, lóc ra từng miếng, từng miếng, từng miếng. Rồi cuối cùng thì lóc cho đến khi không còn nữa, thì lúc bấy giờ thì ông mới phát nguyện là nguyện sau này tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ chính là Vô Cao Lợi. Vô Cao Lợi là kiếp trước, là Vô Cao Lợi sau này khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì người ngày độ đầu tiên đó là năm năm em Kiều Trần Như, và Kiều Trần Như là người mà ngày độ đầu tiên. Thì bởi cái lời phát nguyện của Ngài mà đến sau này ngày độ là độ Kiều Trần Như đầu tiên. Chúng ta thấy nếu không, trong kinh có nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thành Phật thứ, vị Phật thứ năm sau Phật Di Lặc. Nhưng vì hạnh nhẫn nhục của Ngài mà Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật ở vị Phật thứ tư, và Di Lặc thành Phật ở vị thứ năm, là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi và thời kỳ mạt pháp cũng hết rồi. Thì lúc bấy giờ thì sau này thời gian rất là dài lâu sau, thì Đức Phật Di Lặc sẽ chào đời và thành Phật là vị Phật thứ năm. Đó là sự hạnh nhẫn nhục của Phật đấy. Đó là điều mà chúng ta phải nên học ở Phật. Nên trong việc làm của mình, đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật, chúng ta phải thực hành nhẫn nhục. Dạo này nhẫn hóa ít nói chuyện với đại chúng. Đại chúng biết không chứ, nhiều lúc mọi người không có biết. Đợt vừa rồi năm ngoái thì kênh YouTube Thích Nhận Hóa của Nhận Hóa bị xóa, nên kênh bị xóa mất đi. Nhận Hóa lúc đó Nhận Hóa nghĩ là kênh mình lập cũng lâu rồi, một kênh lập khoảng 4 năm, kênh YouTube mình Nhận Hóa lập là 4 năm rồi, 3 năm từ lúc về đây bắt đầu mình làm rất nhiều kỷ niệm ở trong cái kênh đó, để rất nhiều ở trong đó. Nhưng mà cuối cùng bắt đầu thì thôi, Nhận Hóa lập lại kênh đó. Nhưng đúng là Phật Bồ Tát Gia Hộ
lập kênh mới nhưng sự thù thắng lại hơn. Nhận hóa lập kênh mới, nhận hóa chỉ lấy pháp của nhận hóa thôi, và pháp của hòa thượng tịnh không. Nên nhận hóa lập lại kênh YouTube, nhưng mà cũng hay, nhận hóa lập kênh YouTube từ 28 tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là 17 tháng 2, được 50 ngày là lượt đăng ký trở lại là 5.000 người đăng ký trở lại trên kênh YouTube, lượt lên rất là nhanh trong vòng 1 tháng 20 ngày mà đã lấy lại được cái lượt đăng ký lại của đại chúng. Và Nhật Hoa nghĩ là mọi người chắc có duyên với Nhật Hoa, nên mọi khi mất kênh đó rồi mọi người lại đi tìm cái kênh đó để mọi người xem. Nên cuối cùng là đúng là mọi người xem, nên mọi người đăng ký trở lại, nên kênh bây giờ cũng rất là nhiều người xem. Một ngày xem cũng được 30.000, một tháng thì cũng gần 700.000 người xem. Nên bây giờ hóa thì cứ để đó cho mọi người kết duyên Phật Pháp, nghe Pháp của ông Sư Hòa Thượng Tịnh Không, đi nhận hóa dạng để cho mọi người hiểu rõ về Phật Pháp hơn. Nhận hóa mới thấy rằng Phật Pháp nó quý giá vô cùng, nên đại chúng chúng ta trân quý. Phật dạy mình không có sai đâu, nên mình cố gắng mà mình hành theo. Nếu trong mạng mình có rồi, có phước rồi, thì cho dù có mất đi cũng trở lại. Giống như Nhận Hóa vừa mất cái kênh đó thì bây giờ lại làm lại trong vòng 1 tháng mấy. Nên khi mất đi rồi thì lại trở lại thôi. Nên đại chúng chúng ta phải hiểu rõ những cái việc này. Nên chúng ta khi mất đi chúng ta đừng có tiếc nuối. Mọi thứ ở trên thế gian này nó đều là cái nhân duyên giả hợp với nhau. Nhận hóa cũng không bao giờ chắc trước là bản thân mình phải lúc nào mình cũng phải nghĩ mình cũng phải làm cái gì gì đó mà tổ chức những cái buổi để giúp mọi người mà chắc chắn vào đó. Không, nhận hóa hết lòng hết mình, nhưng mà tự nhiên mà nhận hóa làm. Chứ giờ hóa không có khai duyên. Bây giờ đại gia sử nói hết duyên rồi thì hết duyên thì nghỉ vậy thôi cho nó khỏe. Đường nào đi chăng nữa mình phải, thứ nhất mình phải làm sao mỗi ngày mình tu tập mình phải an vui là được. Việc mà chính là giờ hóa thấy là cái điều đó rất là tốt. Còn cái việc ở thế gian này mọi thứ đều là trách nhiệm cả. Nên cái dẫu mà mình thành tựu, người xưa nói với chúng ta, Ngài Tinh Vân Ngài cũng nói nè, chúng ta lúc nào cũng phải lựa cho mình đường luôn. Đừng bao giờ thể hiện mình quá giỏi. Người mà thể hiện mình quá giỏi đó là người không có thông minh, không có trí tuệ. Vào thời đại ngày hôm nay chúng ta thấy, vào thời đại trước đây là Ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi Ngũ Tổ truyền nghĩ bạn cho Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng biết bao nhiêu lần phải mất mạng vì cái y bát. Vì sao vậy? Thời xưa mà còn như vậy, huống chi thời đại bây giờ. Nên Ngài Lão Tử Ngài nói Ngài, người thông minh cũng chết, người ngu cũng chết, người biết thì không chết. Người ngu thì bị người khác hại, mà người thông minh á thì lại bị người khác ganh tị, tìm đủ mọi cách tổn hại. Người biết thì không chết. Tại sao Ngài nói người biết không chết? Là người này tuy biết như vậy nhưng họ gì? Họ thấy rất rõ ràng, họ hiểu lòng người như vậy. Nên đối với người đó họ tự nhiên
trước mặt thì nói tốt với mình, nói những lời mà ngọt ngào xua nịnh mình, nhưng đằng sau họ đang đâm thọc mình. Người có trí họ nhìn họ thấy, nên họ đối với người này họ chân thành nhưng họ không quan tâm. Còn người vô chính là người giống như các ngài nói là người này đặt hết niềm tin vào một người đó, đến khi người đó bỏ họ đi thì lúc đó họ mới khổ đau. Nên gọi là người ngu cũng chết mà thông minh cũng chết, chỉ có người biết là không chết. Chị thì hỏi người học Phật mình có biết không? Người học Phật mình làm sao biết? Người học Phật mình biết rõ, và Phật mình rất là biết. Nhưng mà gì? Nhưng mà họ nhẫn nhịn, họ chịu đựng, họ bỏ qua, họ không phàn nàn, họ cũng không có mang tâm ganh tị đố kỵ, nên họ lại bỏ qua được, họ lại thoải mái lướt qua được. Đó là cái người mà học Phật, họ có trí tuệ. Làm sao họ biết được? Họ biết, nhưng bạn không thể qua mặt họ đâu. Không qua mặt họ, nhưng họ cũng không nói gì, họ cũng chả nói bạn là chi, cũng chả kêu chuyện chi nữa. Họ biết vậy đó, thì tự động là họ né thôi. Nếu biết người này miệng nói vậy mà không thật lòng với mình, thì tự động họ cũng chân thành với mình. Nhưng đối với mình, họ phải luôn 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 là họ hiểu bạn. Nên nói như vậy nhiều lúc mọi người sẽ không cái trách nhận hóa, nhưng mà thật sự nhận hóa nó cộng đồng mà. Và xã hội ngày hôm nay mà để bạn đặt hết lòng tin thì bạn tin Phật đi, ngoài Phật ra bạn đừng tin ai cả. Nói thật là như vậy, thật Phật là người đáng tin cậy nhất ở thế gian này. Phật Bồ Tát, bạn nương nhờ những Phật và Bồ Tát, lấy pháp mà chúng ta hành. Mỗi ngày chúng ta thực tập, chúng ta nghe pháp để chúng ta hành trì, chúng ta tu tập. Nhiều hóa cứ thiết nghĩ rằng nếu mà người có duyên với mình thì mình cũng chân thành giảng pháp cho họ, thì nhiều hóa cũng chân thành giảng pháp mỗi ngày. Nhưng mà đây do nhiều hóa chưa có chỗ ổn định để giảng pháp, nhiều hóa còn đang làm nên chưa thể nào mà rốt ráo mà giúp mọi người được. Mọi người biết ở đây làm cái gì cũng các thầy cũng sốt sắng, các thầy ra các thầy làm chứ. Tại vì mình cũng nghèo mà, thật sự là mình nghèo mà, nên làm cái gì mình chịu khó mình làm cho nó đỡ, cho nó bớt phần nào hay phần đó. Nên đại chúng thông cảm, nhận hóa có bao nhiêu, nhận hóa không có tích chứa, nhận hóa là đi cho người nghèo, để giúp đỡ nhiều người. Nên lúc lên nhận hóa không có cái gì là nhận hóa để dành cho mình. Mọi người nhiều lúc thấy nhận hóa đi làm rồi phóng sanh nhiều, tại vì nhận hóa không có để dành. Và nhận hóa biết là cái phước nó càng cho ra thì nó càng có, nên thôi mình cứ cho đi học lời của Hòa Thượng, chỉ để vừa đủ là giả sử các cụ có bệnh gì có là lo cho các cụ. Nên nhận hóa làm thì việc làm của nhận hóa là như vậy, dùng hoặc phải thật sự là nói gọi là dùng cái trí tuệ, cái thái biết của mình là làm, không có mình kéo kẹt, không có mình bỏ xẻ, mình làm như mình thấy, không phải mình kéo. Nhưng mà có những cái là giống như trong cái cuộc sống hàng ngày mà giả sử ngày hôm nay mình cho hết rồi thì bây giờ ngày hôm nay hết xong rồi ai đổ sang cho mình đây? Giả sử các cụ bệnh thì tiền đâu mà ra lo, chở đi thì xe đâu đi. Nên cái gì nhận hóa làm là nhận hóa cũng phải nghĩ cho các cụ ở đây, cũng như là nhận hóa nghĩ đến đó là những cái việc mà cấp bách xảy ra. Nên Hòa Thượng nói hồi trước có nhiều người nghe tôi mà không hiểu, tôi nói họ bố thí, họ đem hết của cả nhà của họ bán hết, họ nói bây giờ gia đình con phải ra đường ở, bạch Hòa Thượng con làm theo nghề.
Bây giờ con phải làm sao? Hòa thượng nói tôi đâu có dạy ông, ngài đâu có dạy như vậy đâu. Ngài đã bố thí buông xả. Buông xả bằng cách nào? Buông xả từ trong nội tâm. Những cái hành động của mình có thì mình giúp. Giống như ngày hôm nay mình làm được 10 thì mình cho đi một đi. Mình làm được 10, mình để dành 9, mình ăn 9 thì mình cho người ta mất 1 đi. Người nào mà phóng khoáng thì cho 2, cho 3 đi. Chứ mà ăn làm được 10, ăn hết 10 thì là xong rồi. Các cuộc đời bạn làm không bao giờ có phước cả. Nên giả sử lương mình được 10 triệu thì mình trích 1 triệu đó ra mình phóng sanh, mình bố thí giúp người nghèo, mình làm việc lợi ích cho tha nhân thì mình làm, để cho cái phước nó đến với mình chứ. Lúc mình bao bo cho mình không, sau này khổ lắm. Người có phước đỡ, đi đâu người ta cũng giúp đỡ, người ta quý mến. Người không có phước đi đâu ta cũng chán ghét. Nên trong sách cũng nói với chúng ta rằng nhẫn có những công đức và trì giới khổ hạnh chẳng thể sánh bằng nổi. Người có thể nhẫn nhục đáng gọi là bậc đại lực. Nhẫn nhục cốt là để trị sân hận, nhưng nó cũng giúp ta đoạn trừ tam độc. Kinh Bảo Vân khi giảng về các pháp Bồ Tát tu tập đã nêu lên 10 pháp, trong ấy có nhẫn pháp. Bồ Tát có 10 pháp để an tịnh nơi tâm. Những gì là 10? Ấy là nội tâm, ngoại nội nhẫn, ngoại nhẫn, pháp nhẫn, tùy Phật giáo nhẫn, vô phương sở nhẫn, tu xứ xứ nhẫn, phi sở vi nhẫn, bất bất não nhẫn, vi tâm nhẫn, hệ nguyện nhẫn. Đây chúng ta đi vào thế nào mình xem nội nhẫn của Bồ Tát. Nội nhẫn chính là nói Bồ Tát dẫu bị đói khát lòng nóng, lo buồn đau đớn bức bách, thân tâm vẫn tự cam chịu chẳng lấy khổ não. Đấy là nội nhẫn. Cho dù Bồ Tát có khó, có khổ, có đói, có rách cỡ nào đi chăng nữa, họ cũng chả bao giờ than vãn năn nỉ mọi người, cầu xin cũng chẳng bao giờ than. Nên Hòa Thượng Tiêu Hóa từng nói là đói rách thì không xin, đói rách không xin. Tại sao cái câu nói ngài nói với chúng ta là như vậy? Đây là dạy cho mình một cái cách, đó là tự bản thân mình tự lực tự cường. Có nhiều người thời đại bây giờ hơi tí là đi xin người khác. Nếu mà khổ đau lắm thì mình không nói. Có nhiều người giả là người xuất gia đi xin, đi khất thực, không biết đại chúng có thấy điều đó hay không. Rất là nhiều người như vậy, chứ không phải giờ là ít đâu, rất nhiều người. Vậy thì họ có thật nhẫn không? Cái mà ngài nói đói không xin, đói rách không xin, chính là không nói bao giờ, nói tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia, để nói cho mọi người nghe, để mọi người cúng dường. Vì người xuất gia đa phần đi khất thực chỉ lấy gì? Chỉ lấy thức ăn thôi. Thực sự là như vậy. Còn bây giờ nơi nào cũng có các tự viện hay là tinh xá. Các thầy khất sĩ thì có tinh xá, đi ra đường khất thực thì khất thực thức ăn. Còn khi mọi người đến tinh xá thì mọi người bỏ vào tiền công đức cúng dường ở tinh xá để họ xây dựng. Nếu họ đi ra ngoài họ chỉ lấy thức ăn. Đây là họ thấy các vị thầy bên khất thực là như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì khác rồi. Bây giờ khác. Bây giờ có nhiều người họ giả luôn, đi khất thực đầy đường này, chờ nhờ xe ôm chở ra đó rồi đi. Đi xong rồi chiều nhờ xe ôm chở về. Mọi người cũng đâu biết họ có phải là thầy hay là không là thầy đâu. Đâu ai biết đâu. Tại vì y áo bây giờ dễ mua lắm. Thật sự rất là dễ mua. Nên ngài, cái câu nói của các ngài là đúng đấy, không sai đâu.
Nên cho dù có khổ cỡ nào đi chăng nữa, thôi cũng không than van với mọi người của Phật tử, cũng không xin, không xin ai. Có nhiều người mà thấy đồ người ta đẹp là bắt đầu đi xin. Đây là Nhẫn Hóa thấy thiệt, nghe nói rất là nhiều, nên Nhẫn Hóa cũng nói ở đây để cho mọi người hiểu rõ. Nên cái nhẫn mà của Bồ Tát chúng ta thấy là gì? Dẫu đói khát, lạnh nóng, lo buồn, đau đớn, bức bách, thân tâm vẫn tự cam chịu. Chính là vẫn tự bản thân mình biết, cũng không hề nói cho người khác biết. Đó là nội nhẫn. Dù có khổ đau, thiếu thốn, đói rách đến cỡ nào cũng không đi nói cho người khác biết. Không nói cho người khác biết. Đó mới là thật sự là Bồ Tát. Bồ Tát thực hành tâm này. Vì Bồ Tát có làm chủ được cảm xúc của bản thân mình, nên Ngài thực tập đó là nội nhẫn. Chúng ta đối với Pháp Tạng Tỳ Kheo, khi mà thành lập 48 lời đại nguyện của Ngài, Ngài thành tựu được sự nhẫn nhục của Ngài. Từ nội nhẫn, ngoại nhẫn, pháp nhẫn, tùy Phật giáo nhẫn, vô phương sở nhẫn, thúc sử sử nhẫn, phi sở vi nhẫn, bất não nhẫn, bi tâm nhẫn, thể nguyện nhẫn, Ngài đều có thể nhẫn nhục. Nên chúng ta thấy Lão Hòa Thượng mà hư vong, chúng ta thấy Ngài, Ngài đắp y vá, mà Ngài cũng đâu bao giờ than vãn với ai. Tiền công đức mọi người trên đường mây, trên đất hoa, nói rằng tiền mọi người công đức, Ngài đều xây nơi trụ xứ cho chư tăng ở. Rồi tiền công đức của mọi người Ngài đi cứu nạn, rồi Ngài lấy tiền đó Ngài làm những cái việc mà lợi ích cho tha nhân. Áo quần mọi người cho, đồ mới Ngài đều tặng cho những vị thầy trẻ khác, vị thầy khác. Ngài chỉ mặc áo rách thôi, áo vá thôi. Ngài cũng đâu có xin ai, đâu có năn nỉ, đâu nói tôi khổ nên tôi rách rưới vậy, không có. Mà người ta tự phát tâm công đức cúng dường đối với Ngài, rồi Ngài làm Phật sự vì họ, mà làm Phật sự cho họ có phước. Nên mọi thứ đều là cái nhân duyên cả. Nào mà nhân duyên nó tới rồi thì mới có thể làm được. Phải đợi nhân duyên. Nhẫn Hóa cũng không bao giờ mà đòi hỏi mọi người, cũng không bao giờ van xin ai cả. Tại vì mình tập, mình đang học mà, trên con đường học mà. Trên con đường học làm sao mỗi ngày mỗi tốt hơn. Chứ nếu mình lúc nào mình cũng đi xin người khác thì không làm được điều này, không nên làm. Nếu giả sử nên Nhẫn Hóa đi khất thực thì Nhẫn Hóa cũng phải bắt trước các vị Linh Tinh Xá là chỉ nhận thức ăn thôi, nhưng mà học bên bắt thừa bắt truyền. Mà đây tại vì đường xá xe cộ nhiều, đa phần nhiều các thầy Linh Tinh Xá lại không có đi khất thực ở ngoài đường nữa, như hình ảnh khất thực ở ngoài đường không thấy nữa. Có những nơi như chùa Ba Vàng thì có khất thực, nhưng là diện tích ở chùa Ba Vàng quá rộng, quá lớn, nên chư tăng chùa Ba Vàng đi ở trong phạm vi của chùa đó, thì chùa rất là rộng mà, nên hình ảnh rất là đẹp, nhưng vì đất rộng nên làm được. Còn đa phần nhiều bây giờ đất thì chậm, nên đa phần nhiều tinh xá cũng hơi như vậy. Nên đây là đại chúng chúng ta thấy vào một thời đại Phật Pháp, khi vào một cái quốc gia nào, cái đất nước nào thì lại có thể hòa nhập với một quốc gia đó. Phật giáo có thể hòa nhập được
Vì sao Phật giáo hòa nhập được cái quốc gia đó? Vì phương tiện của Phật giáo đối với hoàn cảnh nào, Phật giáo cũng luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Phát triển cũng vậy. Nên khi chúng ta học Phật, chúng ta mỗi ngày mọi người niệm Phật, chúng ta cũng vạn thứ ở thế gian này, chúng ta cũng tùy duyên. Thì Nhật Pháp hay nói câu tùy duyên để mọi người có thể an trú vào trong sự tu học của chính bản thân mình. Mỗi ngày niệm Phật, ai chỉ đạo Phật, ai chỉ đạo Phật. Nay thời khóa của mình buổi sáng có, buổi tối có rồi, rồi buổi tối có nghe Pháp nữa, thì đại chúng cố gắng mà mình gìn giữ. Nhật Pháp sẽ cố gắng sắp xếp để nói chuyện lại. Hòa Thượng đã nói rồi, nếu giảng Pháp thì phải giảng liên tục. Nếu bỏ trong thời gian dài thì bạn sẽ không giảng được lại được nữa. Hòa Thượng nói thì chưa bao giờ là sai cả. Nên đây Nhật Pháp cũng đính chính, Nhật Pháp nói với đại chúng để đại chúng hiểu. Do bữa giờ Nhật Pháp cũng đã bỏ lâu rồi, bỏ thời gian lâu, chắc cũng 3 tháng mấy, 4 tháng, một thời gian cuối năm dồn dập từ bắt đầu Pháp hội lần thứ nhất tổ chức đến đây lần thứ tư rồi. Nhật Hoa không có người làm ở trên đây, phải nhờ người ở Đắk Nông đi xuống, phải lo các Phật. Đến bây giờ Pháp hội lần thứ tư trải qua 4 tháng rồi, gần như là 4 tháng nay là Nhật Hoa không giảng Pháp rồi. Thì lần thứ tư này thì bây giờ lại có các bạn đồng tu ở Sài Gòn, các Phật tử ở Sài Gòn phát tâm làm công quả, có các bạn trẻ phát tâm làm công quả rồi, thì bắt đầu bây giờ Nhật Hóa mới thoải mái. Nhật Hóa không có phải là suy nghĩ về vấn đề đó nữa. Chứ mọi người nghĩ bây giờ đến tổ chức mà mình nó không cần người, vậy thì ai nấu ăn đây? 500 người về đó cộng tu, vậy thì ai là người nấu cho họ ăn? Chẳng lẽ một mình Nhật Hóa nấu à? Chẳng lẽ có một người đầu bếp, một người phụ thôi à? Cần phải có người lọc rau. Nhưng mà ở đâu ra? Thì cũng phải là mình phải kêu các Phật tử họ đi chứ, rồi khuyến khích họ kết duyên chứ. Đến bây giờ thì ở Sài Gòn họ có người giúp rồi, thì khuyến khích các bạn đó. Nhưng mà ở Sài Gòn thì người dân người ta ở đó thì người ta làm rất là nhanh. Còn ở Đắk Nông mỗi lần đi đường xa thì xa xôi, gần 300 cây số, 260 cây đi xuống tận đó để phục vụ làm công quả, rất là tội nghiệp, rất là thấy thương. Họ đi 3 lần rồi, lần này thì ở Sài Gòn làm và có phái đoàn Quảng Ngãi họ vào, họ làm rồi. Thì đợt sau đến đây là để người Sài, các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn túc trực, các bạn phụ luôn. Nhận hóa không phải suy nghĩ, nhận hóa chỉ cần hello mọi người mua thức ăn rồi đồ đến, rồi bắt đầu nhờ người nấu. Bây giờ Phật tử đứng ra họ đóng dần. Phóng sanh bữa nay cũng có người phát tâm mua cá phóng sanh. Sáng hôm đó mình tu thì sáng hôm đó sẽ có một đội, một có những chú Phật tử sẽ đi ra ngoài chợ, đến những quầy cá người ta bán để mượn thịt, để mua lấy những con cá đó đem về để làm lễ rồi đi phóng sanh. Cá rất là khỏe. Nên khi đến đó rồi thì giống đợt vừa rồi mình mua cá phóng sanh vậy. Và khi làm lễ xong rồi mấy chú đem ra sông Sài Gòn và đi ghe, đi thuyền ra ngoài đó thả, cũng đi cũng cả chục người, cũng có các bạn trẻ để phát tâm để đưa cá đi thả, mặc áo phao đàng hoàng, cẩn thận đàng hoàng, rất là hay. Đúng là Phật Bồ Tát gia hộ những cái việc làm này để cho Nhật Hóa không phải lo lắng. Nhật Hóa cứ nghĩ là làm sao có thể thiết lập được một mô hình để có thể phụ giúp mình làm công quả ở dưới để duy trì về lâu về dài. Hết duyên thì không nói, nếu còn duyên thì vẫn phải có người phụ giúp. Nên đúng là Phật Bồ Tát không bỏ, không bỏ mình, vẫn phổ sứ giúp đỡ, đưa đến những con người thật sự phát tâm làm công quả. Cho đến các bạn trẻ đến để phục vụ, các bạn trẻ rất là nhanh nhẹn, rất là khéo léo, rất là nhiệt tình để đến hỗ trợ cho việc tu học của một ngày Pháp hội vô lượng thọ. Vì Pháp hội vô lượng thọ là Pháp hội
mà Hòa Thượng Tịnh Không nói Pháp hội rất thù thắng. Vì tất cả chư Phật đều phải tuyên dương pháp môn này, đều tuyên dương bộ kinh Vô Lượng Thọ, nên tất cả chư Phật đều sẽ tán thán Pháp hội Vô Lượng Thọ. Vì Pháp hội Vô Lượng Thọ là hạnh nguyện mà tất cả chư Phật đều phải tán thán. Trong kinh nói là tất cả chư Phật đều phải xưng tán bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Tất cả chư Phật đều xưng tán bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Có rất nhiều bạn đồng tu bữa giờ nhân tinh thỉnh kinh Vô Lượng Thọ Nhẫn Hóa in lần này, nhưng mà Nhẫn Hóa mới lấy được 200 cuốn để tại chùa Vĩnh Nghiêm của ba thôi, còn lại 800 cuốn còn lại chưa được chuyển về đây. Nên đợt này Nhẫn Hóa kêu chuyển kinh về đây, bắt đầu sắp xếp những người đóng gói và gửi cho các bạn chưa có kinh Vô Lượng Thọ để mỗi ngày học. Nên mọi người hoan hỷ tỉnh, mấy nay Nhẫn Hóa quá bận về cái việc mà công trình để làm nhà chi tăng cũng như là làm phòng giải pháp, mọi người phải hoan hỷ cho Nhẫn Hóa. Đâu phải lúc nào Nhẫn Hóa cũng có thể mà rảnh đâu, đâu có thời gian đâu. Một ngày Nhẫn Hóa cắt ba bài pháp dài đưa lên, và kèm theo đó là video ngắn Hòa Thượng Tịnh Không giảng, và những bài viết Nhẫn Hóa phải viết những bài viết mà Hòa Thượng giảng ra. Và thầy Hạnh cũng cắt Hòa Thượng Tịnh Không giảng trên kênh YouTube Thích Nhẫn Hạnh. Nên đây mọi người có thể đăng ký tham gia trên hai kênh YouTube, nền tảng YouTube là kênh YouTube Thầy Thích Nhẫn Hạnh cũng như kênh YouTube Thích Nhẫn Hóa. Của Nhẫn Hóa thì đúng là Phật Bồ Tát gia hộ, nên thành ra là của thầy Hạnh cũng vậy. Hai kênh đều rất là nhiều người đang xem, đang theo dõi về pháp của Hòa Thượng, cũng như những gì mà Nhẫn Hóa giảng mọi người cũng đang xem. Mọi người nói thầy ơi, con mong thầy giảng vì con không tìm thấy bài pháp cũ. Đúng rồi, tại vì những bài pháp cũ đã bị xóa hết sạch rồi. 208 tập kinh Vô Lượng Thọ ở trên YouTube đã không còn nữa, nên hình ra Nhẫn Hóa mọi người lên YouTube không nghe lại nữa. Thôi Nhẫn Hóa giảng lại, giảng tiếp theo. Và những video đó Nhẫn Hóa đã cứ nhờ các anh ở trên mạng, cứ nhờ các anh đó là anh phát tâm giúp cho Nhẫn Hóa thêm về cái internet, hướng dẫn và chỉ dẫn dắt Nhẫn Hóa để Nhẫn Hóa làm cho nó bài bản hơn. Thì anh đã tải hết trọn bộ 208 tập của Nhẫn Hóa rồi, cũng như khai thị ở quay của thầy Hạnh. Những pha niệm Phật hơi thở hay là thập thiện nghiệp đạo, những pha niệm nhất định lại xong, những cái đó không còn nữa. Những kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn, khai thị ấn quan của thầy Hạnh vẫn còn, nhưng chưa được đưa lên lại trên YouTube, vẫn còn nhưng chưa được lên lại, nên đại chúng chưa không thấy. Nên thôi Nhẫn Hóa cứ dạng cái những cái tập mới, những 208, 209, những 210 cứ dạy tiếp theo như vậy. Phẩm thứ 8 tích công lũy đức. Mọi người nghĩ đơn giản công đức là chỉ bố thí giúp người, phải công đức từ sự tu tập, sự nhẫn nhục này sanh ra công đức. Nên trong kinh nói là sự nhẫn nhục này mà những công đức mà không thể sánh bằng như trì giới khổ hạnh chẳng sánh bằng đâu. Vì người có thể nhẫn nhục là bậc đại lực nhẫn nhục, có thể đoạn đi cả tam độc là tham sân si. Người nhẫn nhục họ làm được hết. Khi họ đã nhẫn được rồi thì trì giới họ cũng làm, khổ hạnh họ cũng làm được, sân hận cũng làm được, khổ hạnh họ cũng sẽ làm được. Khổ hạnh là làm những việc người khác khó làm. Ở ngoài đại sư nói làm những việc mà người khác khó làm, làm những điều mà người khác không làm được mình làm. Cái những gì mà người khác không làm được ở thế gian này, họ thích rong chơi chạy theo ở hoàn cảnh bên ngoài. Người học Phật thì lại nhìn xoay lại nội tâm, niệm cho tâm mình mỗi ngày, niệm A Di Đà Phật khiến tâm mỗi ngày mỗi thanh tịnh. Cái đó người ta làm được, mình làm được. Hòa Thượng nói với chúng ta
họ bắt bạn làm những việc đó là bạn phải ăn một ngày một hạt mè giống như Thích Cao Mâu Ni Phật, và không có bắt bạn làm những việc này, nhưng bạn Phật khuyên mình phải tu tâm thanh tịnh. Có những người họ ăn một ngày, họ ăn một ngày một buổi nhiều quá thấy rồi, mỗi bữa ăn của họ là 4-5 chén cơm, nhưng mà họ ăn một ngày một buổi mà họ ăn rất là nhiều. Giống như hòa thượng nói khi sư này ở dưới bà hàng quán trưởng khi ngài là ăn mỗi ngày một chén cơm, tại hòa thượng tính ăn một ngày một buổi. Một buổi thì bà hàng nói vậy thì ông chia đều ra mỗi ngày một chén cơm. Nên có nhiều người họ ăn một buổi rồi họ bị đau bao tử, lép dạ dày, rồi thủng bao tử tùm lum, rồi ăn một ngày rất là nhiều nha. Nhiều hơn ấy, 3 buổi gom lại 1 buổi, giống như ngày hôm nay 1 buổi mà ăn 1.5 chén, họ gom lại thành 4.5 chén họ ăn. Ăn rất là nhiều, ăn trái cây, ăn thức ăn, ăn nhiều. Và trong khi đó một bao tử mình teo mà mình ăn như vậy thì thế nào mà không bị bể bao tử, không bị đau bao tử, rồi cuối cùng mà bị lép, đủ thứ bệnh ở trong đó ra. Tại vì nếu mà bây giờ mình ăn mà mình ăn ít thì đỡ, ăn nhiều là tự nhiên nó căng cái bụng, nó đau, nó tức chịu không nổi. Có nhiều người bị như vậy. Nên đây là những hóa thấy thật. Nên những hóa khuyên mọi người, nhất là ở ngoài, điều mà mọi người nên làm đó là ăn chay đi, giữ cho đúng với ăn chay đi, không sát sanh, không ăn thịt của chúng sanh. Đó là một cái mà người khác không làm được rồi. Rồi mỗi ngày gán chịu khó niệm Phật, nghe Pháp, an tịnh lại thanh tịnh niệm Phật. Người khác không làm được, phải làm đi. Những cái điều khó khăn như vậy thực hành đi. Những điều này tốt nên mình phải làm, nên thực hành. Cho dù khổ cỡ nào đi chăng nữa cũng chịu ra, khó mà bước qua, Phật Bồ Tát luôn bên cạnh bảo bọc cho mình, che chở cho mình. Đối với hoàn cảnh sinh sống ở bên ngoài thế gian này, hoàn toàn chúng ta không chấp trước vào nó nữa. Tùy duyên hết, có duyên làm hết duyên thôi. Không còn duyên nữa thì coi như là hết, thì thôi không làm nữa. Giống ngày hôm nay hòa thượng nói có người nghe thì giảng, không có người nữa thì hết duyên rồi, niệm Phật về tới cõi cực lạc. Đó là điều chính yếu của mình, là phải ở tới cõi cực lạc, không phải là ở thế gian này chịu khổ. Phật nói với chúng ta phải lìa khổ được vui. Tại sao ngài đã lấy khổ làm thầy rồi lại lìa khổ được vui? Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng cái chỗ này. Lấy khổ làm thầy vì có cái khổ, nên thấy thế gian này là ưu tư phiền não, khổ sở. Con người sống với nhau không thật lòng, nhiều việc bức bách thân thể thì bệnh hoạn. Ngồi niệm Phật thì tâm không an, đủ thứ khổ não làm cho mình. Ngay cả ngồi yên niệm Phật cũng tâm không định được, nhiều sự bức bách phiền não như vậy. Nên đó là khổ, đó là thầy của mình. Thầy vì thầy này, chúng ta thấy vì thầy này nên lìa khổ mà được thôi. Và không khuyên bạn là ở trong cái môi trường đó là sung sướng. Sung sướng là gì? Người hầu kẻ hạ, bưng cơm bưng nước đó. Và không có nói như vậy. Phật nhận cho chúng ta thấy những cái khổ thế gian này. Cho dù bây giờ bạn có người hầu kẻ hạ đi chăng nữa mà bạn nhìn thấy cái khổ thế gian này thì tự nhiên bạn lìa khổ được luôn. Vậy thì cái khổ thế gian này là gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. 4 cái khổ này đã quá khổ rồi. Để chúng ta nhìn thấy 4 cái khổ này quá khổ rồi.
vậy phải lìa khổ để được an. Nên Niệm Hóa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và sẽ để phát pháp lên cho mọi người sau mỗi buổi mà mọi người tu, buổi tối, buổi sáng, sáng tối sau sẽ có pháp cho mọi người nghe buổi tối. Nên đại chúng chúng ta chịu khó thì nghe. Còn ở trên YouTube Niệm Hóa phát tới 9 giờ thì Niệm Hóa thấy có nhiều người Phật tử, đa phần nhiều thấy một số Phật tử thì ở ngoài nước thì họ lại nghe vào lúc 9 giờ thì nhiều, 11 giờ đêm. Nên Niệm Hóa phát vào bây giờ 9 giờ để ai còn chưa ngủ thì họ nghe thêm pháp của Hòa Thượng. Nên đó là điều mà chúng ta phải thực hành, đó là tất cả pháp phải từ nhẫn nhục, nhẫn nhịn, chịu đựng, bền bỉ chúng ta làm, không than vãn mọi người. Nếu vậy thì mọi người phải chỉ có học hai chữ nữa: tùy duyên. Khi tùy duyên được sẽ tiêu nghiệp chướng. Người xưa gọi tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chú tay ước. Nếu có thể tùy duyên được thì nghiệp này sẽ tiêu. Phan duyên thì chú tay ước đến với bản thân mình. Nên đó là những cái mà chúng ta phải thực tập hành. Thôi ngày hôm nay Niệm Hóa nói chuyện đến đây, vì đây là ngày buổi đầu tiên chúng ta học lại từ bắt đầu từ đầu năm. Nên Niệm Hóa thì nói vài lời hãy sắp tới các bạn đồng tu để các bạn có thể thực hành tu tập. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.